Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hương Ka Vlog. Thì bữa nay là một ngày thật là đẹp trời các bạn. Bị ảnh hưởng bão rất tuyệt vời luôn. Thì sáng giờ là mưa không ngừng nghỉ các bạn, mưa hôm giờ luôn. Thì bây giờ mình đi ra đây, đi ra ruộng các bạn, nhưng mà nó được có cái láng nè. Rồi mình tập trung lại sẽ là làm một cái video là làm gà nướng mà bùng nha các bạn. Gà nướng bùng, nhưng mà mưa quá đốt rồi kia không được, đốt trời người ta luôn. Đốt trời người ta là lửa mà cháy là mất đền trời, nhưng mà tụi mình có cách để làm bạn. Thì bây giờ anh em ở đây sẵn đó rồi, thì hồi nãy vô cũng cho bạn xem là vừa vô đây là bắt được cái thứ gì nha. Đây, cho bạn xem nha. Bang. Đây nè, để bạch ra coi, đục 4 con bạn, nhưng mà mình 4 con đó, ý coi nó chạy 4 con chùa con bạn, bạn thấy không? Nó nằm ở trong cái này nè, trong cái này nè. Rồi ơi thằng Dâm nó chụp được, về quá. Đâu con gà đâu? Tưởng đâu rớt gà chứ. Thì bữa nay bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu là làm cái này trước đi, ha. Làm cái bùn trước đi. Bây giờ thì trải bùn ra chứ. Bây giờ tụi mình làm cái bếp trên này nha các bạn, để nướng cái này. Làm đi. Làm cho mọi người thấy, mọi người biết chứ. Để mà khi mình đốt các bạn nó không có bị cháy. Tụi bay có để dành bùn để chúng nó đắp gà không vậy? Trời đó. Đây lấy con cục vào. Trời ơi. Để chừng đúng rồi. Làm cái chỗ để mà ấy là phải dặm vậy các bạn. Đường này nhảy chảy sóc sờ bay chứ dữ lắm ha. Ủa, cây này giống cây hương của ta. Hương phải không? Hương các bạn, đây là gỗ hương các bạn nha. Hương ca. Cái này nhóm lửa cháy thôi hơi bị dữ á. Cháy dữ lắm. Ê, để nó nhóm lửa đi, bây giờ mày lấy con gà xuống. Làm vấn đề này đi. Lấy nó giùm cho mấy lá chuối cái xịt. Ấy là lụm lên để mình ướp gia vị, hiểu không? Mà ướp gia vị á. Bỏ đây bạn. Ô, cái con gà này sao có trứng à? Có trứng không? Gà mái với gà cô gì? Gà cô gà mái vậy? Cô hả? Gà thanh niên. Biện dùm nó làm bạn. Trét xung quanh hết luôn nha, đều lên hết. Tại ăn cho nó thơm ngon. Để mình qua đây mình quay các bạn xem thôi. Hết rồi. Đốt nhiều quá chút không có củi đốt có bay. Có chứ. Còn. Không, cái này than đâu có nhầm nhò gì. 3 4 than 5 than. Để thêm miếng nữa. Sao thấy ớn không? Cay không? Hả? Cứ ăn sắp nữa. Lấy miếng bùn chỗ bùn nhiều dưới bay. Hút miếng bùn đập bia hút. Mà nướng vậy không nó chín ta? Chín hả? Nướng lá chuối không gì chín không? Chín. Rồi rút trên nướng lá chuối bạn khỏi nướng bùn luôn. Thêm lá chuối. Thêm nè. Hơ này không? Lấy lá chuối. Gà nướng lá chuối các bạn. Nướng theo kiểu rừng núi bạn, kiểu người đồng bào nướng. Chô chà. Mấy lớp lá chuối bạn. 10 lớp à? Phải không à? 10 mà lá chuối là gì bạn? 10 lớp. Qua đó chặt bạn. Chú người ta đó bạn. What the hell? Ê, hồi nãy xong qua đó coi thử có bắp chuối không? Không có bắp chuối hả? Nướng ăn được luôn á. Coi bắp chuối nướng ăn được luôn á. Chào khói. Đập trời. Được chưa? Dục cái này đi cho nó sạch sẽ nè. Hồi nãy quên đập xả vô ha. Nãy quên đập xả bỏ vô nữa mà thập cẩm luôn. Đó, thấy giờ. Được chưa? Đúng rồi đó. Được chưa? Bỏ lên được chưa? Chưa bỏ lên được hả? Phải chờ bao lâu? Bữa này phải chờ có than hả? Có than nó chín không ta? Chờ có 3, 4 than, 5 than thôi. Mày giết mày làm gì mày làm? Các bạn, hồi nãy lúc mà mình vô đây á, mình không có cái chén á, mình kêu thôi bây giờ lấy một lon bia ra để mà làm đồ để mãi thì thằng tất cả anh em đây ai cũng không uống hết. Nhưng mà riêng thằng này là kêu để in là để nó bạn. Đây, thanh niên này trùm luôn, trùm sò. Mới hôm mới nhậu quá trời bạn, sáng mới lúc đó để in. Nhậu vứt đi, ông xanh. Đâu, đưa coi thử coi. Nuôi phải trâu vào đây. Đây các bạn. Đồ nhắm của tụi nó nè, đây là nội tạng. Các bạn không nếm gia vị gì hả? Không nêm nếm gia vị gì luôn. Bỏ miếng muối vô gia vị chứ. Bạn coi chuột nè bạn. Chuột con đó bạn. Đây nè. Đây là non, đây dung, đây xích, đây thi. Có, nó còn nhận 4 con bạn. Còn mẹ nó là hư rồi. Mẹ nó đi rồi bạn ơi. Hồi nãy nó vô nó lấy cái bào sao thấy có con chuột trong đó luôn. Ghê thì chứ. Quá dữ, quầy vô. Ngon he. Còn này là đó, đu đâu là bỏ bên hông á. Ngon hay, bỏ luôn đi. Bỏ bên hông á nè. Còn này là phải chờ bạn, chờ có than rồi bỏ lên nướng bạn. Làm gì? Hả? Làm gì vậy Thi? À đúng rồi, treo lên ha. Treo lên bạn. Nhưng mà phải xê dịch cái cây qua xíu. Xê cây qua xíu. À, khi mà mình nhóm lửa trên cái nhà sàn hay gì bạn lấy miếng đất đó, để lên đây rồi bạn đốt. Đốt là nó không có cháy cái sàn của người ta. Bỏ chính giữa hả? Không, bỏ một bên thôi. Chắc là mình xoay cơm. Vậy hả? Mình bỏ dưới là lửa sắp cháy. À. Tắt trong lửa là ăn luôn. Phải không? Phải chứ. Đó. Đồ. Để coi để kết quả sao nha các bạn nha. Bở ra mình đã sống nhăn răng là có chuyện. Mở ra là thui mới hư chứ. Nướng lại cũng được. Tao không biết, mày mở ra sao mà nó chín là được. Thời gian chờ đợi các bạn. Thèm lắm hả? Thèm lắm hả? Đã. Rồi nghe. Trời cái ông. Mời các bạn uống nghe. Uống đi. Làm trước đó. Ừ. À. Cao đó. Không nước Coca-Cola. Con ăn. Chuột á. Ừ. Ăn thử con chuột coi tao coi thử coi. Cảm giác thế nào? Cảm giác nó ngon. Chưa chắc cru. Chuột cái này là không cần bố luộc đâu. Ăn luộc. Biết ăn mà bú thôi. Biết bú à? Là chơi là có thể ăn được luộc rồi hả? Không, luộc đâu có đâu thằng. Rồi rồi. Cru. Chuột sao nó rực ngọt. Đây là nước bú của nó là mình bỏ cái đây là phần răng này. À, đắng hả? Không, hôi. Nó hôi hả? Đây này. Làm thử coi. Mời công việc à. Ngon. Là một like à. Ngon lắm hả? Tao dám ăn rồi đó. Rồi. Thôi không. Trời ơi. Có cá nè bạn, đem cá nè. Anh em vô chúc mừng kênh được cái nhận được cái nhận được thư một năm trời. Anh em vô ấy coi. Vô. Anh em chúc mừng mày biết khẩu hiệu mà trước khi uống bia của anh em mình thường hay gọi hô một cái câu gì không? 1 2 3. Hô tao nghe coi. Hô vô bạn. 1 2 3 vô, 2 3 vô, 3 2 vô, 3 2 uống các bạn, nhưng mà 3 2 nó vô luôn. Vô đi. Mình không uống các bạn nha. Mình con ngoan mà đâu biết uống mấy thứ này. What? What the fuck? Đéo tin. Đồ lâu lâu uống bia phê bạn. Nó hồi giờ nó đâu có nói chuyện nữa bạn không? Lên quay đâu nói chuyện đâu. Bữa nay nó uống bia vô cũng nói ghê hồn bạn thấy không? Vô sức bổ. Mà người bạn này nữa. Con cái này. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Mày ấy coi thử máy coi được chưa? À, dạ. Hoàng ơi, chín rồi bạn. Cái đầu là cái thằng này là giải quyết nè. Làm ra có anh em. Coi nó coi, trời ơi, coi trời ơi cái gì vậy mày? Ôi giời, quên rồi. Ê, nó rớt. Xanh. Trời ơi. Trời ơi, chưa gì mà xỉn bà ơi. Phải có mà dư chứ. Thiệt tình, buồn gà bạn. Đem con này. Sao nó cháy cái đít này? Trời ơi. Cái gì cũng phải cháy cái trước chứ. Trời ơi, thơm dứa bay. Ô chín luôn hả? Mày mềm. Đây, khui đó. Ăn thử đi. Làm việc các bạn. Quất thôi. Anh em, làm đi chứ. Làm đi. Ừ, làm đi. Ăn thử con gà các bạn. Bạn xé gà ra làm thử đi anh. Cũng mềm xẹo luôn bạn ơi. Mời tập tạm ăn nhá. Mời các bạn. Cái này ăn đen có không ấy? Ăn thử coi giờ bị vừa ăn chưa? Không con là trong nước tương đó. Ăn cái da gà ha. Ừ, ngon quá. Chấm muối nè, có muối chấm bạn, đây là muối bạn. Đây là muối ớt bạn. Việc đâu ra để đinh không? Ừ. Ngon rồi bạn ơi. Vừa ăn luôn. Công nhận nó chuối ngon các bạn. Thấm vô á. Trời ơi nó ăn cái chân gà bạn. Quá ngon, quá tuyệt vời. Cắt cái chai tương này đi. Đó đúng rồi. Cái bờ chấm vô luôn bây giờ. Dạ luôn nó vinh. Tương ớt bạn. Gà chấm tương ngon không? Ngon. 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 Coi nè các bạn ơi. Bồi sâu. Xé anh em ăn đây nè. Đó. Phải ra vơi. Mình sẽ chơi luôn. Không? Chấm tương luôn bạn. Không. Nè. Mời bạn. Mời các bạn ăn nha. Cay quá. Quá ngon bạn. Công nhận nước chuối ngon cái bảy. Ngon lắm bạn. Tuyệt vời luôn. Coi nè các bạn coi nè. Thịt nó không? Cái xương. Ớt không mà chấm ớt. Nhưng mà nó không có cay. Mà cũng cay chứ. Cái ớt này được cái là coi còn nó ăn kìa. Trời ơi. Ngon. Cái da nó mềm xèo luôn ha. Mời các bạn. Ngon. Tuyệt vời. Coi nè. Coi thí bạn. Làm gì vậy? Làm gì? Nó chấm rồi bạn. Cay lắm bạn à. Cái tương này hết ta ơi. Mình làm vừa ngon không? Ngon. Cái tương này ngon không? gà ngon, tương ngon. Làm muối ớt là không thằng nào ăn các bạn, đậu xanh tụi nó. Ngon. Quất đi á. Ăn đi. Rồi, tao ăn nãy giờ rồi, mình ăn cái này bạn. Còn của mình đây là cái của mình riêng, này là của anh em hết. Ăn đi. Đậu xanh này gì? Nó kêu dừng clip bạn để nó nhậu bạn. Mắt mũi mấy cái này rồi nhìn hiểu hết bạn ơi. Mời các bạn nha. Ăn đùi gà. Nè. Ngon ghê quá. Tuyệt vời luôn á. Đó mẹ. Cay quá. Ăn sặc ớt bạn. Thế rồi. Công nhận nướng à. Nướng lá chuối ăn ngon kìa. Nướng ngon hơn kia các bạn nha. Gà nó mềm xèo à. Từ giờ anh em ăn hết rồi chứ. Hết chưa? Hết rồi. Nó giấu các bạn ơi, đợi rồi. Giờ các bạn ăn hết rồi nó giấu các bạn. Đậu lên luôn. Đậu xanh đó. Có với kèo nó kêu mình thì chào các bạn đi, nó là giờ ăn hết rồi. Bà mẹ nó giấu với lá chuối bạn. Dầu cả một chú khác á. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. À bạn ơi, rõ ràng là giờ mình quay lén thì ra nó giấu thêm dưới này nữa bạn. Trời ơi, cái đậu xanh nữa này. Được lắm. Quay lén á. Trời ơi, tôi chơi lao. Mình tưởng đâu có con khúc dưới này ai rồi, bây giờ lòi ra thêm. Trời ơi, bạn thấy chưa? Trời ơi. Mấy cái này không được rồi. Mình giả bộ mình chào khán giả xong mình giả bộ mình nói mình bấm clip các bạn. Giả bộ mình nói mình bấm clip. Để mình kiểm tra clip lại coi có sử dụng được chưa bạn. Ai ngồi cái nó kêu chứ nãy là không phải giống như đó không đâu, đủ cái dở bên này nữa. Còn một con gà trời ơi. Mấy cái này thôi chết rồi. Rồi coi nè. Thầy xin cháu hả? Tao thấy mày chỉ là chỉ có mày thôi. Thi dâu mà, đâu mình đâu. Mình thì không xa đâu. Biết đâu. Giờ nâng ly lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi mình thời gian qua, đã nhận được cái lá thư của Ngò Sen. Thì nói chung là cái lá thư đó đối với những người khác họ thấy bình thường, nhưng mà với mình nó rất là đặc biệt các bạn, tại vì quá trình mà kiếm được lá thư đó nó gian nan lắm. Một năm trời bạn, hơn một năm, từ hồi tháng 4 năm ngoái mà tới tận bây giờ luôn thì các bạn biết rồi đó. Thôi bây giờ nâng ly lên chúc mừng các bạn và chào các bạn nào. 1 2 3 2 3 2 3 rồi chào các bạn luôn nha. Chào các bạn. Chào.